giờ các bạn. Ở thành phố Buriam lúc này thời tiết rất mát mẻ. Ngay trước trận đấu đã có một cơn mưa. Mặt cỏ của sân Kangarena rất đẹp. Đây là sân bóng còn có tên là Caster Thunder, tức là lâu đài sấm sét. Cawin là một trong những cầu thủ của đội tuyển Thái Lan đã không tham dự AFF Cup. Và hiện tại Cawin đang chơi ở Hải Bỉ. Bóng đá Thái Lan đang có những khó khăn, họ không giữ được vị thế của mình, ít nhất là về mặt vị trí trong một loạt những giải đấu. Chính vì thế mà Cup năm 2019 là lúc mà bóng đá Thái Lan rất muốn khẳng định mình và họ đã rất muốn cố gắng tập trung tất cả những cảm ơn tốt nhất của họ. Tuy nhiên đến phút chót thì chả biết Sakurashin đã không thể có mặt vì chấn thương. Ngay cả khi Rashin đang ra, thì đầu đã đánh của họ trong suốt quãng thời gian vừa qua cũng không thể đánh ở trận đấu đầu tiên này vì có lẽ chưa thực sự có được một lượng tốt. Vừa rồi là điều phản đối của Văn Hoàng. Vừa rồi đang